Ngon lắm anh ạ, không nóng đâu. Thịt sao cô lại cho con tôi nhà cao thế? Mẹ con xuống đi, xuống đi, xuống đi, mẹ nói chuyện nào, xuống đi. Về đi, bây giờ về đi. Về này mẹ, mẹ thất vọng với con lắm đấy. Con... Về thì mẹ cứ về đi. Mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi. Mẹ. Không về thì thôi, mẹ cứ về. Nếu mà không lấy con áo về thì cô đi, đi luôn. Mẹ, mẹ ơi. Hạnh phúc cái gì? Khi là đứa lần này nó đã một đời chồng rồi, con hạnh phúc cái gì? Ngồi xuống, mày phải con tao ngồi xuống. Mày ngồi nhún lên, ngồi thế này được à? Đấy. Cây này là cây dưới này nó chưa biết. Ăn mượn đi luôn. Không biết cắt nó cây này nữa là cây của anh đủ. Cắt ở đây hơn chú đi. Đi con cháu, đi con cháu về. Chú sẽ cho anh đi ra làm cọc. Cho lùi lại đi anh ơi. Gần cho nó vừa ấy vào cái cây kia. Đây anh được một tí nữa. Nhìn thế, nhìn nhìn. Anh về đây ở anh có cảm thấy vất vả hơn ở nhà không ạ? Nói chung là ở với hai mẹ con em vất vả tí nhưng mà rất là vui em ạ. Thế mà mẹ anh biết anh ở đây với em mà làm vất vả như thế này chắc mẹ anh thương anh lắm ấy.
Không sao đâu em ạ. Em đừng có nghĩ linh tinh. Nhìn xem đi trong chưa? Anh chồng đi à, em đứng đây rồi. Được chưa em? Rồi. Qua rồi à? Vâng. Tầm này đi chưa? Rồi. Rồi. Cái đấy lúc nãy nó cũng thấy vào nhiều rồi. Đứng ở bên này cơ. Đứng ở bên này đi nhìn thấy nè. Ừ. Đây. Ôi, bà, sao? Ừ? Ồ, trường. Xe mẹ xếp bếp nha. Được kia em, lửa bao nhiêu? Dạ vâng, chờ em. Mà em dưới cún để anh ra cắt bốt hai cột. Vâng, cho anh đưa cháu cho em. À. Em lấy măng về nướng. Mẹ nướng măng gì? Măng măng to nha. Mẹ nướng nha. Em vào cho nó rộng rộng cho thoải mái đi. Ôi sao à. Hết kéo chưa? Lấy kéo nào. Lấy kéo chưa? Ôi ngoan với bác nào. Măng sắp chín rồi. Lấy tay anh gì đấy.
Này mẹ đi con ngủ nhá. Ơi. Đây em ơi. Măng chín rồi anh ạ. Măng chín rồi à? Vâng ạ, xong anh nghỉ rửa tay ăn măng anh rồi. Chị ơi đi rửa tay xong về ăn măng chị ơi. Vâng. Măng này cuối vụ chắc là đắng lắm em nhỉ? Chắc cũng không đắng đâu anh ạ. Nhìn măng ngon nhỉ anh nhỉ? Ngon. Anh ở nhà anh có được ăn măng nướng này bao giờ không ạ? Từ bé lớn giờ hôm nay anh hôm nay mới thử. Hôm nay anh mới được ăn á. Thế anh không được mẹ anh nướng cho anh ăn bao giờ? Chưa. Bà chưa nướng bao giờ. Thế hôm nay anh ra đây thì được em nướng cho anh ăn là được không ạ? Chắc là ngon lắm. Nhìn ngon nhỉ? Dạ vâng. Măng này chắc là không nắng đâu. Rồi ăn đi anh ơi. Chị ơi ăn đi à. Chị ăn măng đi. Ồ. Ngon lắm anh ạ, à, không nắng đâu. Nhìn thử xem nào. Ê, ngon thật nhỉ. Hay là do tay em nướng ấy? Anh nói thế, thế là măng ngọt là do măng chứ anh sao lại do tay em nướng này? Hay là ăn ở ngoài trời cảm giác nó ngon miệng hơn nhỉ? Chắc là thế. Vừa ăn vừa được ngắm cảnh mà anh. Chị ăn đi chị. Con ơi, con đi ra đi nhanh ấy. Con đi ra kia đi, ra kia đi nhá. Anh có trèo được không? Không, để em trèo cho. Cứ để anh. Cẩn thận nhá anh ơi, không ngã. Rồi, rồi. Vào nữa không anh? Xem bên kia thừa nhiều không? Cái này thừa nhiều. Tiếp tục lại tìm bên này nữa. Mình thoa kéo sang cứ cho nó lên trên hẳn như trên đấy. Cho xay ra kia. Được rồi đấy. Rửa ga và chuông. Rồi rồi.
cái kia. Ăn đi. Đúng mày. Ở giữa thấp không nữa. Em nhìn thấy chắc nó cũng đều thôi anh à. Tí nữa mình còn dàn rui lên nữa thì chắc đều do cái cây này, này nó hơi cong thôi. Thế được rồi, được rồi. Vâng. Em đi lấy lạt chị ạ. Có cần buộc không anh? Buộc, buộc. Sao đâu? Mày nó để thấp. Mẹ em ra nhà đi hả mẹ? Cháu ra đây mà làm cái gì mà tí xít nữa là tai nạn chết đấy. À, sao bác? Không mà nhà không ở nhà mà ra đây mà làm cái gì? Dạ cháu ra hộ em Thu lợp cái máy. Hôm qua bà đi gặp mẹ cháu ấy, thế cháu dọn đồ ra đây ở với cái Thu có phải không? Vâng, cháu ra đây với em Thu mấy ngày để hộ em ấy sửa sang lại nhà. Thế bảo thế mẹ cháu bảo buồn lắm rồi đấy. Vâng. Đang mấy hôm cháu lại cũng về thôi, cháu hộ xong rồi cháu về. À, mẹ gặp mẹ anh Nam hôm nào à mẹ? Mẹ anh Nam có nói gì không mẹ? Nói cái gì? Tại cô đấy, rủ rỗ con của người ta về ở với còn gì nữa, con nói gì? Mẹ ơi, mẹ đừng nói cái câu đấy. Không phải à. Thế đâu, mà làm gì con mà... tự ra đây thôi. Con dụ dỗ anh đấy. Không có sao con khác từ ra đấy cháu. Còn ra hộ mấy hôm trước thì cũng có xảy ra với sự việc trộm cắp vặt nên là cháu ra đây hộ sửa sang lại nhà. Thế bác ra đây có việc gì không ạ? Hôm qua bác thấy mẹ cháu nói bảo là con cháu ra đây ở với cái Thu này, không biết có phải hay không phải, ra xem này. Bây giờ thì có thật đấy. À bây giờ thì con cũng với anh Hối thì cũng bỏ nhau rồi thì con ra đây thì nếu anh Nam có ra đây với con thì cũng có liên quan gì đến mẹ đâu mà mẹ phải ra đây xem. Không liên quan nhưng mà nghĩ cũng đối với cô cũng thấy xấu làm thế này. Sao mà lại xấu? Rủ rỗ con trai người ta chưa có vợ đây. Đấy là anh ấy cái điều đấy là có ra đây xấu. Chứ con có dụ dỗ gì đâu, làm gì mẹ cũng bảo con là dụ dỗ. Cái không phải cho em thôi à. Đâu, cái cháu tự ra thôi. Mà là trước kia cũng phải con dâu tôi rồi. Bây giờ tôi ra ngoài thì người ta có ai cũng nói vào mặt tôi đi. Thấy xấu hổ lắm, tôi phải ra mà xem. Thì mẹ cũng nói với người ta là bây giờ cô ấy chả phải con dâu của tôi nữa rồi. Thì kệ cô ấy thôi, cô ấy muốn làm gì thì làm cái đấy, tôi không quan tâm mẹ. Trả lời với người ta như thế là xong, bây giờ dân làng thì người ta nói thế nào mà chả được hả mẹ? Dù sao vẫn có đứa cháu này này, nhưng mà cũng là cháu của tôi, chẳng qua có cháu gái thôi. Cháu đây là cháu của bà, nhưng mà bà với lại bố nó cũng có quan tâm gì đến nó đâu. Dù sao trước kia nó để ở nhà là tôi cũng để được chăm sóc là đủ thứ đấy. Chẳng qua là cô không để cháu trai cho tôi thôi. Thôi bác, cái này với cho em Thu thôi. Tức là thằng nào cũng trước cũng là hai mẹ con, nhưng mà bây giờ thì chỗ Thu với Huế bây giờ cũng không liên quan gì rồi, nên là bà với em có gì là bà thông cảm cho. Thưa bác là đấy, cháu cũng tự nguyện ra đây vì cháu cũng có tình cảm với em Thu. Thế thì ông bác đừng có làm phiền hoặc nói này nói kia để tình cảm
cháu không tốt. Cái này con tôi bỏ đấy, cũng chưa có cái giấy ly hôn đâu. Tôi vẫn có quyền nói đấy, cháu biết chưa? Thì cháu ra đây chỉ là cháu xa hộ thôi, xa hộ hoặc là ở đây một thời gian thôi. Cháu không phải là ra ở hẳn, mà cháu ở một ra hộ chứ sửa sang lại nhà cửa này, cháu lại về nhà với mẹ thôi. Cái vô đường đấy tôi cũng không ngăn cấm gì đâu, nhưng mà chưa có cưới, chưa có gì, làng xóm họ nói cho vào mặt tôi đấy, tôi không chịu được đâu. Thôi mẹ, làng xóm họ nói gì thì mẹ cứ bỏ ngoài tai đi. Con cũng muốn tìm một người để nói chung có tình cảm này, có nương người nương tựa cho cuộc sống của con lúc khó khăn, ốm đau này nọ. Mà con cũng muốn tìm lấy một người cha cho con cún sợi sau này cho cháu đi học có đầy đủ bố mẹ. Các cô làm thế nào thì làm, nếu có cưới nhau đấy, ở với nhau mới được, làng xóm cũng nói vào mặt tôi mới được. Nếu không chưa có gì, lúc nào cũng cho làng xóm nói cho vào mặt tôi không chịu được đâu. Cái này chắc bác không phải lo được ạ, cái này gần lúc nào nó chẳng nói thế, cứ xuôn sao một tí là thôi mà. Xấu mặt lắm, tôi ra ngoài xấu mặt lắm. Rồi sao họ cũng bảo là cái con dâu cũ của tôi như ra ngoài đi làm thế này, thế nổ. Thôi thì mẹ cứ nghe thì con làm anh thôi. Nam giải thích đi. Bây giờ thì các con thôi, nhưng mà sống thì sống cho thực tế mà. Tôi không biết. Bà này luôn à? Không phải suy nghĩ nhiều đâu. Thôi hai anh em mình lại tiếp tục làm cho nó xong dạ, đi vâng, không em cũng, sợ mưa gió này. Em cũng không suy nghĩ gì đâu anh ạ, kệ thôi. Bà muốn nói gì thì nói, dân làng họ nói gì cũng được. Anh em mình tiếp tục làm. Rồi thì bắt đầu. Sao hôm nọ em thấy cái cây cầu ở đây? Một cây nữa. Bò này từ đó hôm mẹ em về hai mẹ con em chặt làm còn thừa chắc tầm này. Cái cây đập nhỉ. Không. Được rồi. Anh chém rui ạ? Vâng. Anh đang chém. Sao anh không lấy cưa phải cắt cho nó dễ? Cưa chậm lắm. Bây giờ thì... Đây. Nãy em thấy mẹ chồng em mới ra đây nói thế. Bảo mẹ anh buồn ý, em cũng lo cho mẹ anh ấy. Sợ mẹ anh ở nhà lại buồn hay là lại nghĩ quẩn thì tội cho mẹ anh quá. Hôm nay anh về qua nhà xem tình hình gia đình anh thế nào. Thôi em à, chắc để thư vài hôm để anh hồ em xong cái chỗ này xong anh tạt qua nhà để xem bà thế nào. Hôm mai anh đi ngày kia anh đi làm thì anh ghé qua nhà xem thế nào. Ấy. Để mẹ chồng em nói thế thì không biết bà nói thật hay bà nói dối, em cũng cảm thấy lo lo.
Ừ được rồi, để hôm nào anh ngày kia anh đi làm thì anh tạt vào qua xem bà thế nào. Dạ chắc không sao đâu. Dạ bằng thế ngày kia thứ hai anh đi làm anh gửi qua nhà gia đình xem nhé. Rồi rồi. Ba ba ba. Đặt tạm xem đấy. Đấy. 8, 9, 10. Ở dưới còn khoảng bao nhiêu? Ở dưới là 14 cây nữa anh ạ. Bây giờ cho lên đây một cây đi là mỗi một ô này lấy 11 cây rồi. Nên là đảo đồ cho anh ấy để nó không có nữa. Em còn nhiều lạt không anh ơi, em chẻ thêm nhé. Sao hết rồi đấy? Vâng, em chẻ thêm miếng lạt. Chim đâu? Chim xem chim đi nha. Chim ngư không? Chim ơi. Qua đi. Cái gì vậy? Thank you.
anh hôm chí lại ngã như hôm qua ấy. Ừ, anh biết rồi. Em cũng đỡ được rồi. Xong rồi. Xong rồi. Giờ chặt lá thôi. Đẹp nhỉ anh nhỉ? Mẹ không cắt rồi. Lá của anh đây, trong này này, chặt bao nhiêu cứ chặt nhá. Vâng. Lấy đi. Cái là đồi của mình hết à? Ừ, đồi của nhà hết. Em xin một ít nha anh nhé. Chặt dưới đây. Vâng. Mẹ đây. Này, ướt hết rồi này. Đấy. Nóng quá. Mẹ bé con. Con ngủ dậy rồi hả? Ừ rồi. Ôi trời ơi. Anh nghỉ thôi xong anh trông cún cho em. Em đi mua đồ về làm cơm ăn. Rồi thêm đưa cuốn. Ôi giời ơi, giỏi quá nè. Muốn. Ôi giời. Được rồi. Bye bye mẹ đi chơi nào. Bye bye. Chị vào nhà nha. Đi nhiều có lần ăn ngon lắm thân mà. Vâng. Lần ăn rất ngon luôn. Thì cả lòng cũng ngon luôn. Vâng. Trứng. Này, cho nó quả trứng. Ừ, đây. Ăn quả này nhé. Ăn quả này mới khỏe được. Hai mẹ.
ăn vào đây nó khỏe nhá. Mẹ cởi thêm áo cho con nhá. Cởi áo cho con. Mẹ yêu con, mẹ yêu. Ông tôi cơm cho anh với nhá. Dạ anh vâng. Ra ngoài vườn anh nhặt ít rau. Dạ vâng, anh cứ để đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Chị ăn cơm đi chị. Chị phải đây ngồi với mẹ, anh ngồi đấy. Đây, ngồi đây nhá. Đây nhá. Chị ăn cơm nhá. Em chị ăn cơm. Cơm đi. Chị gấp thức ăn mà ăn. Được. Ăn gấp. Chị gấp vào nhá. Được. Anh cảm thấy mệt không anh? Cũng bình thường thôi em ạ. Nói chung là lâu lâu. Anh ra đây anh giúp em làm việc vất vả quá. Có gì đâu. Em cũng cảm thấy nha. À ui. Ôi, em còn à, à, ừ. À đây đây mẹ. Khi nào làm xong cái hiên thì chắc là ra kia là anh với em làm cái bàn. Đây đây này. Và bàn uống nước xong là mình chắc là chuyển ra đây ăn cơm cho nó thoải mái. Dạ vâng. Cơm. Vâng. Ừ. À, anh cái gì? Ăn thịt à? Vâng. Đây đây con ăn con ăn. Ngày mai thứ hai rồi anh nhở? Mai anh đi làm rồi. Thế chắc chiều nay phải cố gắng làm nào cho nó xong cái mái này. Làm xong cái mái thì mai chắc làm này phải không có thời gian. Dạ vâng. Đây đây đây. Xong chưa? Không cần đấy cũng được em ạ.
rơi lên đây để anh cầm em kéo lên cũng được. Thì trước các bác anh em trong nhà ấy sang nhờ thì bố không đi được thì bảo anh đi thay, nên là sang kia các bác chỉ mãi mới biết đấy. Anh thấy em là con gái nhưng mà biết cái gì không biết, mà cái này em biết lập lâu chưa? Em cũng biết lập lâu rồi anh ạ. Còn đấy là dạ vâng, không sao đâu em làm được, em vượt lần cuối rồi đó. Anh uống nước rồi anh. Nước này anh sắp xong chưa anh? Còn 2 đường nữa xong rồi. Anh xin nhá. Ôi con ơi, sao con trèo cao thế? Nguy hiểm lắm con ơi. Mẹ cho đây có bình hướng. Xuống đi, trèo cao đây nguy hiểm lắm, xuống lên con ơi. Xuống ngay đi. Con ơi, xuống đi, trèo cao đây nguy hiểm lắm đấy, xuống đi. Rơi xuống là gãy chân cái tay đi, xuống luôn đi. Không sao đâu mẹ. Xuống luôn đi, mẹ bảo thì xuống đi. Sao cô lại cho con tôi trèo cao thế? Mẹ con trèo được mà, bảo là lên được. Mẹ nói ở nhà con chưa trèo lên thế này bao giờ đâu. Rơi xuống là chết, con tôi rơi xuống thì làm nào được, nguy hiểm chết đấy. Con xuống luôn đi. Con trèo được mà mẹ, con xong bây giờ rồi. Xuống luôn đi, mẹ bảo xuống.
ở nhà nó còn chưa, tôi chưa cho nó làm việc gì cả mà sao nó ra đây lại cô lại cho con tôi trèo cao như thế, nó rơi xuống nguy hiểm chết luôn. Anh ấy bảo trèo được cô ạ, nên là đây, con đi trèo ơi, con trèo được mà mẹ. Anh ấy bảo anh có lên được không, nếu không lên được thì ở nhà nó không phải làm cái việc này bao giờ đâu cháu ạ. Bây sao mà cô cứ cho nó trèo như thế, nó ra đây bắt đầu nó làm đủ thứ trên đời nguy hiểm như thế này. Xuống đi con ơi, xuống đi. Vâng vâng, con sắp xuống đi, xuống để mẹ nói chuyện nào, xuống đi. Con trèo như thế này đâu nguy hiểm chết được con ạ. Con ở nhà con chưa phải làm những cái việc này bao giờ. Khổ quá đi mất. Xuống luôn đi. Anh ơi mẹ, anh nói thế vậy anh xuống đi xong để đấy em làm nốt ạ. Để mai cô ấy khác làm. Chứ con không phải đi làm những cái việc như thế này đâu. Con rơi xuống từ từ nhá, nguy hiểm nhất ở đây. Lấy cái gì mà ấy được xuống là được. Mẹ ơi, có cây ở đây rồi mà. Có cây à? Ừ. Đấy, từ từ để cho mẹ lấy cây đi bác cho con xuống. Đấy, mẹ giữ cho con là được rồi. Mẹ đi con ơi, mẹ à. Đây này, mẹ bắt thang cho xuống này. Mẹ giữ con nhá. Ừ, rồi mẹ giữ. Đi xuống từ từ nhá con nhá. À. Ở trên đấy rơi xuống là nguy hiểm ấy, con không trèo cao bao giờ đâu. Nguy hiểm như thế này mà cô cho con tôi trèo như thế này. Không sao đâu mẹ, không, con trèo được mà. Lần sau không được làm như thế. Mẹ đừng nói cô ấy thế. Cháu không thấy anh ấy bảo lên được thôi ạ. Không sao. Cô và nhà tay cháu đi. Không có mẹ. Mẹ ở trong nhà uống nước mẹ. Ừ. Rửa chân tay đi về nhà. Em mẹ đưa mẹ anh vào trong nhà uống nước. Vâng. Cháu mời cô uống nước ạ. Ừ. Thế để đây tôi không khát đâu, không cần đâu. Mời đi. Cháu cứ ngồi đây đi để cho cô nói chuyện. Tôi hỏi cô xem là cô đã rủ rỗ như thế nào để con trai tôi nó lấy quả quần áo ra đây, bỏ cả nhà ra đây. Ơ. Ừ. Thế sao anh ấy ra đây anh nói với cháu bảo là xin phép bố mẹ để ra đây gọi là giúp đỡ mẹ con cháu sửa sang ngôi nhà một chút, với lại dạo này trộm cắp nó nhiều quá đi, anh muốn ra đây một vài hôm rồi anh bảo vệ. Làm sao mà tôi lại cho phép con tôi để mà là ra đây để sống với một người như cô mới bỏ chồng còn có con cái nữa. Nó nói dối thì cô không cho, tôi không cho nó ra đây đâu mà. Mẹ nói cô ấy thế. Thì mẹ con tự ra mà. Nói chung là cháu... Thì mẹ đã bảo là con đừng đi rồi mà con cố tình con còn lấy quần áo bỏ ra đây thì đi sống cùng cô ấy là như thế nào? Mẹ đừng có nói cô ấy như thế. Con sợ cô ấy buồn nên là con mới nói dối cô ấy thế thôi. Mẹ đã bảo rồi không cho phép con đi. Mà con ra đây, anh ở đây làm ra đây hôm ấy em cũng hỏi anh sao anh lại dối em. Thì anh cũng sợ hai mẹ con em chị không đồng ý nên là anh nói thế cho em đỡ lo. Anh xem lại bản thân mình đi, anh nói dối em như vậy bây giờ mẹ anh ra đây lại gây rắc rối cho em. Mẹ có đồng ý cho con ra đây đâu, con tự ý con lấy quần áo ra mà. Thế con chẳng nghĩ gì đến mẹ à? Con có thích thương mẹ không? Bây giờ con cứ bỏ nhà con đi ở với cô này xong là chẳng quan tâm gì đến gia đình với bố mẹ gì cả. Thì là con cũng rất là thương mẹ nhưng mà con cũng xin mẹ rồi bảo là cho hai mẹ con cô ấy sang nhà mình ở một thời gian thôi. Nhưng mà mẹ lại không đồng ý thì con... Mẹ không đồng ý. Xong rồi con có biết là hai ngày con bỏ ra đây á, mẹ ăn không ngon ngủ không yên. Toàn là lo nghĩ về con ở nhà mẹ cũng phải khóc suốt. Sao mà con cứ không nghe như thế? Con biết là con sai nhưng mà con cũng lo cho hai mẹ con cô ấy nên con... Con đã, mẹ đã bảo là con cắt đứt đi, con không quan hệ nữa. Mà con cứ phải lo lắng làm gì. Cô ấy còn có chồng, sau này cô chồng cũ của cô khác quay lại để mà lo lắng cho mẹ con của cô ấy. Nếu mà cháu cũng biết sự thật là anh ra đây không được sự cho phép của cô ấy thì chắc cháu cũng không cho anh ở đây đâu ạ. Nhưng anh lại nói dối cháu là được xin phép... Cô và chú anh cho anh ra đây rồi thì cháu mới cho anh ở đấy ạ. Cháu mong cô thông cảm cho cháu. Mà tôi không cho phép mà con tôi ra đây quan hệ với cô đâu. Con này về đi. Bây giờ cô mẹ không có nói chuyện nhiều nữa. Về đi, về với mẹ đi. Đi theo mẹ về đi. Đi. Không, trước con nói với mẹ rồi, con ra đây hộ cô ấy mấy hôm con mới về, hắn về. Không hộ nữa, về đi. Bây giờ về đi. Về mẹ nói mẹ chuyện. Cứ về đi để con ở đây vài hôm nữa con đã tự về. Về đi. Con nói cô bế con đi xong rồi cho con trai tôi về. Về đi con, về với mẹ đi. Về đi. Con đưa về cho mẹ con để ừ. Con hộ cô ấy xong đã, con mới về. Không hộ nữa, mẹ đã bảo về con, là về đi. Thì hôm trước con nói trước thế mẹ là rồi. Con cứ chọn cô ấy rồi, không thèm nghĩ gì vậy đến bố mẹ à? Mẹ thất vọng với con lắm đấy. Thì con về đi con. Đi về với mẹ đây.
Mẹ cứ về để con một hai hôm nữa con hát quỳ nghỉ. Không ở một hai hôm nữa. Bà mẹ đã bảo con về là về rồi. Sao mà con bướng bỉnh thế nhỉ? Cái lúc còn bé mẹ ôm ấp mẹ thương. Con mối đó mẹ còn thấy thương. Mà đến bây giờ á, nói con không nghe. Con chỉ vì một cái cô gái như thế thôi. Thế con không nghĩ gì đến mẹ nuôi nấng con khôn lớn à? Cô ạ, con cứ bình tĩnh vậy ạ. Con xin mẹ con cháu khác ở đây một hai ngày thôi. Con anh ấy về. Không ở nữa, về thôi. Nếu mà con không về là mẹ về đấy. Bây giờ là con xong cũng... là từ giờ đi con cũng không phải về nhà nữa. Bây giờ con cũng lớn rồi, con tự quyết định cái tình cảm. Thì quyết định nhưng mà cái mối tình này là mẹ cấm từ đầu rồi mà. Mà sao con không nghe? Con có nghĩ đây bây giờ, con có nghĩ con xem cô này này, bây giờ đẻ con ra nuôi nấng nó vất vả như thế, con biết thương con này vất vả mà con lại không biết bố mẹ ngày xưa nuôi con vất vả như thế. Mà bây giờ con chỉ vì một cái cô gái thôi mà con bỏ nhà con đi, lấy quần lấy áo đi, hai ngày nay mẹ không ăn không ngủ, ăn không yên ngủ không ngon, chỉ nghĩ về con thôi mà hôm lại thấy mẹ chồng của cô này bảo là con ra đây rồi, con làm việc ở đây rồi, hôm nay mẹ mới mò ra đây. Con biết là mẹ và bố rất là lo cho con, nhưng mà... Mẹ thất vọng vì con lắm đấy. Đi con... về đi. Xin mẹ cho con ở đây một hai hôm. Nếu mà không về thì từ giờ đi là không có mẹ con gì nữa đâu nhé. Mẹ, con xin mẹ ở đây một hai ngày nữa thôi để con... Mẹ đã bảo là cái mối tình này mẹ không nhất trí. Mà sao mà con cứ vẫn là vương, vẫn là như thế nào? Mẹ chịu con rồi. Bây giờ nếu mà con không về... quyết định không về thì mẹ về nha, con cứ ở đây đi, giờ đi đừng có về nữa. Con vẫn về nhưng mà con xin mẹ cho con ở đây một hai ngày để con hồ em mẹ đã bảo xong là không ở là không ở nữa, nếu mà không ấy thì mẹ về đấy, con cứ ở đây đi. Mẹ từ giờ đi cũng không cần cần về nữa. Thôi, mẹ mẹ về tí nữa cháu nó khuyên anh ấy về ạ. Nếu mà không ấy thì thôi đừng có về nữa, không cần bố mẹ, mẹ không cần đến con nữa mà con không con cần bố mẹ. Xin mẹ đấy cho con ở đây 1 đến 2 ngày nữa con sẽ tự về. Thôi, con cứ bình tĩnh đi ạ. Mẹ. Thôi nhá, mẹ khác về. Mẹ. Mẹ ơi. Thôi, mẹ thì mẹ khác về đấy. Mẹ ơi. Mẹ. Mẹ ơi. Mẹ. Thôi con bình tĩnh nhé, con đừng khóc nha. Thôi xin mẹ. Bây giờ mẹ nói không nghe thì thôi đi. Con ấy mẹ con mình gặp về với nhau nhá. Mẹ đừng nói nặng lời thế, con vẫn về với mẹ mà. Nhưng mà mẹ bảo con nhiều lắm rồi mà con không nghe. Con hù hai mẹ con quấy một hai ngày rồi con hãy về mẹ. Mẹ đã bảo cô bình tĩnh nhỉ, cô không phải khóc theo đâu cô ạ. Rồi tôi rất bình tĩnh đấy nhưng mà tôi nghĩ là tôi cảm mẹ. Thấy là tôi xúc động quá, tại vì con á coi bố mẹ là không bằng một cô gái rồi, bây giờ đã bảo là ngăn cấm không cho đến với nhau rồi nhưng mà cố tình thì là tôi không ấy, tôi không thể là tôi nhịn được nữa. Hôm nay xin mẹ để con hộ quấy đúng hai ngày nữa là con hắn tự về. Anh ấy ra đây hai ngày nữa con hắn về nói về dối nên là cháu cũng không biết, bây giờ cháu biết sự thật như thế rồi cháu khác khuyên anh ấy về. Cô cứ bình tĩnh ạ, không phải khóc biết đâu ạ. Thế mẹ đừng nói con này, con thật sự ấy. Để con hộ hai mẹ con quấy đúng hai ngày nữa con hộ rồi bảo về luôn đi, không về nếu mà không về thì mẹ đoạn tuyệt luôn, con cứ thích ở đây thì ở đi. Mẹ cũng không cần con nữa, nếu mà con không cần mẹ, không cần gia đình ấy nhé. Mẹ đừng nói thế, con nó tự về mà. Đi về không về mẹ về nhá, con cứ ở đây đi. Mẹ cứ về đi để con một hai ngày nữa con nó về. Kết thúc lại con có về không? Hay là con ở đây vì mẹ con này con về, con ở đây? Con vẫn sẽ về mà con cũng ở đây hộ quế xong thì con về. Thì bảo về hôm nay đi, bây giờ về cùng mẹ đi, xong mà cứ phải ở đây nhỉ? Thì bây giờ cho con trèo nốt để hồ với không được trèo đấy, trèo này nguy hiểm lắm đấy con ơi, trèo cao này nguy hiểm lắm, mẹ không cho trèo nữa đâu, cô đừng cho con trai tôi trèo nữa đâu nhá. Con biết mà, con đã tự chăm sóc của bản thân con thì sau này con còn chăm sóc bố mẹ đấy chứ. Thấy bố mẹ cứ về đi, con biết chăm sóc bố mẹ nhưng mà tại sao bây giờ mẹ nói không nghe? Cái mối tình này là mẹ cấm đặc biệt luôn, không cho con quan hệ như thế. Mẹ không cấm con lấy vợ nhưng mà mẹ cấm con không được lấy người đã có con, đã có chồng có con một lần. Thôi anh ạ, à, mẹ nói thế anh cứ đồng ý đi nha, anh về theo mẹ đi. Rồi, cho anh ở đây hộ em xong thì em, hai mẹ con xong em có gì? Không hộ nữa, chỗ này không hộ nữa, con về với mẹ bây giờ đi. Bỏ nhà con đi, con còn nghĩ đến mẹ không? Mẹ, cái cảm xúc của mẹ đang nghĩ đến con như thế nào không? Con biết ăn mà. Không ngon, ngủ không yên vì con. Con, vì cái mối tình này là mẹ không đồng ý.
Thì con cũng lớn rồi, cái để con tự chọn cô ạ. Hạnh phúc của con là để con tự chọn. Cháu khắc khuyên đấy anh, dần dần rồi anh khắc về đấy ạ. Từ ban đầu tôi đã cấm cô không được quan hệ rồi, thấy con trai tôi ra thì đuổi về, nhưng mà còn phải khuyên dần dần thì khuyên như thế nào nữa. Tôi không nhất trí cái mối tình này. Nghĩa thúc con có về không? Con chung ấy con nói với mẹ rồi thì con hộ hai đứa con với xong con về. Thế thì con cứ ở đây đi nhá, mẹ sẽ về đây. Thế còn con cũng không phải về nữa. Em ở đây một thời gian xem là ở đây hạnh phúc hơn hay là về nhà mình. Cái cảnh của nhà mình nó đầm ấm hơn. Thì con cứ ở đây đi, giờ mẹ về. Mẹ không nói nhiều đó. Ôi vậy mẹ cứ về thì con hộ với xong con sẽ về. Bảo về là về, không hộ nữa. Nếu mà còn không về hôm nay nữa là thì mai thì cũng không phải về nữa. Cứ ở đây đi. Mẹ khác về đây nhá, con cứ ở đây đi. Mẹ về đi để con mai con về. Thôi cô cứ bình tĩnh đi ạ. Mẹ về nhá. Bảo không nghe thì thôi. Bây giờ mai về. Con tự về. Mẹ cứ đừng lo, không phải lo con đâu. Mai con về. Con lớn rồi mà. Mẹ về cẩn thận nhá. Thôi mẹ cứ về đi, không phải lo con đâu, con ngủ cuối nữa. Thôi em ạ. Không sao đâu. Mai anh qua nhà nói chuyện đến bà sau. Bây giờ thì anh lên lợp nốt cho kia cho xong đi, không thì mai này mưa gió lại nó khó ra. Dạ. Thế bây giờ mẹ nói thế rồi thì anh nghĩ như thế nào, anh xem có thể sắp xếp về với bố mẹ anh như thế nào không, như anh cứ ở đây thế này làm cho mẹ anh buồn rồi ra đây lại làm rắc rối cho em. Cái đấy. Anh làm như vậy em cũng cảm thấy thương mẹ anh lắm. Anh biết thế, anh cũng thương mẹ anh lắm, nhưng mà anh cũng lo cho hai mẹ con em. Thì tôi đi để anh ở mai anh qua anh nói chuyện đến bà xem thế nào. Xong anh vẫn ra đây hồi em làm hoàn thiện xong nhà rồi tính tiếp. Dạ vâng. Thôi bây giờ cũng sắp nguồn rồi thì anh lên lợp nốt cho nó xong. Dạ vâng ạ. Anh lên cẩn thận nha. Được. Anh nhá. Nếu được. Anh có bệnh nhẹ gì thì em chết với mẹ anh ấy. Được. Lên cẩn thận nha anh ơi. Anh cứ chắc nhá. Vâng. Đây em cứ để đến. Chú đi làm nha. Nào, chị vào nhà ngoan nhá, ở với mẹ ngoan nhá. Bye bye. Bye Trần Nam. Nào bye. Tay đâu? Tay đâu? Nào, tay đâu? Bye bye. Bye bye. Chị ở nhà nhá. Anh đi làm đây. Thế em ở nhà nhá. Dạ vâng, anh đi làm nhá. Anh đi làm nha. Xin chào chú Nam đi. Bye nha chim nhá. Ơi mẹ ngoan nhá. Vâng. Ê
anh làm nhá, tí anh hôm qua ba hôm sau rồi thì anh qua ghé vào xem mẹ một tí. Dạ vâng, thế anh đi làm rồi tí anh sẽ qua nhà xem mẹ anh thế nào nhé. Không phải nấu cơm anh nhá. Dạ vâng. Anh đi nhá. Dạ vâng. Bye nhá, chim nhá. Nào con ngồi đây nào. Chị ơi. Okay. Chị ở nhà nhá. Yeah. Em hôm nay em đi hái rau ở gần thì em cho cả chít đi theo. Được. Yeah. Chị ơi, với mẹ đi nào. Chị với mẹ đi nào. Ba bác tỉnh đi. Chị ở nhà nhá. Vâng. Này á, nào con lại vứt mũ ra rồi á. Con cầm mũ này, cầm mũ đàn bỏ mũ ra con. Thank you.
Rau em ơi. Chọn đi ạ. Cho cái túi nào. À đây. Tiền này. Bị nhau thôi anh nhỉ. Thế mẹ đã cầm nước đi chưa? Mẹ ăn cơm rồi, mẹ ngủ chưa? Thế con quyết định về à? Con không, con vừa đi làm về thì ghé vào nhà nhá. Ghé vào quay thăm thì qua mà thấy mẹ thì con sang thăm mẹ với mà bố đi đâu rồi mẹ? Bố đi về chưa? Thế bố đi từ sáng mẹ? Ừ, bố đi từ sáng mà bố đi ở nhà bên nó cúng hả? Con cũng muốn gặp cả bố mẹ nữa, nói chuyện cho nó rõ ràng, nhưng mà hôm nào bố không đi làm hay thì bố gặp được. Bố đi làm chắc đến tối mới về. Thế con định gặp bố nói chuyện gì? Con định lại cái chuyện cũ là lại xin ra ở ngoài kia với cô kia. Con đây thì con với bố thì hay nói chuyện nhiều hơn, nói chung là bố cũng hiểu tính của con rồi nên là thì bố nói mẹ đã là không đồng ý rồi, mẹ cũng nói với bố rồi đã là không đồng ý, kể cả bố không đồng ý đâu. Con đi lấy quần áo về đi, bây giờ con đi lấy quần áo về đi chứ rồi không không chờ nói chuyện với bố đấy. Thì con cũng nói mẹ ở đường trước rồi thì con bảo xin ở lại hộ hai mẹ con với một hai ngày thì qua rồi về đi. Không ở nữa, đi đi lấy quần áo đi. Biết là thế nhưng mà con vấn đề với mẹ thôi, nhưng mà để con ở một hai ngày nữa. Mẹ cấm không cho con quan hệ với cái tình mối tình này, nhưng mà nó con ngày con cứ đến đây đi lấy quần áo này, đi lấy quần áo này. Con cũng nói mẹ rồi thì con ở đấy hồ hai mẹ con ấy một thời gian nữa thì con về với mẹ bố mẹ thôi mà. Mẹ không nhất trí cho ở đấy, bây giờ con đi lấy quần áo về đi, lấy quần áo về đi, đi lấy quần áo về. Xong rồi không ở đấy nữa, đi lấy quần áo về. Con xin mẹ rồi nhưng mà mẹ cứ làm thế thì thật sự là con rất khó xử. Mẹ đã bảo là đi lấy quần áo về. Thế con quyết định con đi à? Đi lấy quần áo về đi.
Mẹ nói thế thì con cứ thế con ở đấy. Ừ, thế thì đi. Thế thì đi, đừng về nữa nhá. Đi, bảo rồi còn không nghe thì đi. Cút đi luôn đi, không có mẹ nói, đi. Mày nghe con nói đã, con thích chi đâu mà mẹ cứ đuổi con ra khỏi nhà thế. Mẹ đã bảo là không ở đi ấy, nếu mà nói không nghe thì cút đi thì không về nữa. Đi 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 cái đấy về, nhưng mà nếu mà không lấy con áo về thì cút đi. Đi luôn. Mẹ. Mẹ ơi. Để con nói đã. Mẹ. Con không nói con không nghe thì đi đi. Mẹ không quay, không lên đấy. Đi luôn. Đã nó không nghe thì đi luôn, đừng có mà quay về nữa. Mẹ, con thấy khóc nào? Không, không mở cửa nữa, đi luôn đi. Nói không nghe thì đi. Mẹ ơi. Mẹ. Mẹ mở cửa con đấy. Con có chuyện nói với mẹ này. Mẹ. Con đã kịp nói mẹ cái gì đâu mà. Mệt quá. Mệt quá. Cái gì chân con? À, dính ở chân á. Chị ở nhà một mình có buồn không chị? Nhớ chi quá. Nếu hôm nào ở nhà một mình chị buồn thì chị đi chơi. Chị ở nhà nha, chị ở nhà coi chip nhá. Em đi lấy lá bưởi về đun nước gội đầu. Hai. Bye. Vâng.
Đấy. Anh đi làm về à? Anh chào em nhé. Vâng. Hôm nay anh về sớm đấy. À, hôm nay được về sớm ạ. Thế hôm nay anh qua đi, anh có về qua nhà không ạ? À, lúc anh qua rồi. Qua. À, dạ. À, ông. Ui. À. Hôm nay có nhiều không? Em đang làm gì đấy? Em đun nồi nước gội đầu ạ. Mà chú ý xem chim nhá. Ừ. Chim. Ủa, trời tối đấy nhỉ. Tức là sắp mưa đấy. À, qua nhà đi. Qua nhà. Em ơi. Dạ. Anh vừa ra ngoài nhìn thấy trời tối lắm. Tức là sắp mưa đấy. Dạ vâng. Chắc là ra ngoài kia đào cái rãnh thoát nước mới được, không nó mưa cháy hết nhà mất. Dạ vâng ạ. Chắc phải làm cái rãnh thôi. Trời nó u. Nhưng em cho người anh ra ngoài. Dạ vâng, em đun nước xong ra em hộ. Có cái này anh chỉ làm mấy điểm thôi, còn tiếng trên tàu đầu ra ngoài chứ. Anh ơi, anh vào em khênh cái thú cho cún ra đây. Xong rồi chắc phải lấy dây anh ạ, lấy dây căng cho nó thẳng. Rồi, chắc phải lấy chứ. Qua đây. Anh làm cái kéo thì thấy nó hơi cong một chút. Đi. Phải nha. Đấy, con đứng đây nha. Làm việc nha. Đâu đâu con. Anh hôm nãy anh về có nhà không? Ừ thì lúc em thủ lúc chưa đi về qua sang thăm bà một tí. Thì anh có sao nói gì? Thì lúc sang đây thì bà cứ nói thế thôi, chứ về nhà thì bà cứ bình thường em ạ. Bà cũng không nói gì mấy, bà chỉ là bà làm cái gì phải cẩn thận thôi, không nói gì mấy đâu. Em cứ sợ, cứ lo mẹ anh cái nọ đi kia. Em cảm thấy thương mẹ anh. Cái đấy em không phải lo đâu. Mà mẹ anh đã ấy thì anh về, chứ anh đừng nói dối em. Ra đây như thế làm cho mẹ anh buồn, em cũng cảm thấy buồn. Thì anh cũng lớn mà, anh biết rồi. Cái gì? Khi nào sao anh về mà, anh cũng bảo mẹ thế. Đây.
bạn nhé. Ừ. Cây gì đấy? Cây xả. Chim. Để anh gọi nước cho nhé. Thôi anh ạ, để em khắc gọi cũng được mà. Em nhìn khó. Muốn khóc quá để chắc là để anh mấy cái này. Dạ vâng. Được. Mà cái nước này em dùng cái lá gì mà thơm thế nhỉ? Em lấy lá xả với lá bưởi em ạ. Ôi em nào, ừ, để xuống đây mày nào. Em cúi đầu xuống, không dạ, có cái lá. Đây. Đây là rồi vâng ạ. Nước thì... vẫn còn nhiều mà chị. Nước vẫn còn đấy. Thì chị gọi nhé. Được rồi anh ạ. Dạ vâng. Ôi. Ừ, đây mà em tí nhá. À, sắp xong rồi. Ừ, nước nhá. Chị ơi, chị lên đây em gội đầu cho. Vâng. Ừ. Chị lấy chuyền lắm đấy nhá. Được rồi chị. Ôi ôi. À, xem mát lắm chị nhỉ. Được. Nó thơm thơm. À, nước này thơm nhỉ em nhỉ. Dạ vâng ạ. Hôm nào em nhặt về em gọi cho anh với nhé. Dạ. Có gì anh giả công vô. Vâng, ngày mai em đi nhặt về em nấu em gội cho anh. Ừ, mấy chiếc nhá. Gội đầu cho bác nhá. Ừ. Chiếc cũng muốn gội á. Ống. Để chiếc hồ mè gội đồ cho bác tỉnh nhá. Ừ. Ôi, con buồn ngủ quá, chờ mẹ một tí nhá. Chắc đói rồi, con đói em ạ.
cái đất này trồng rau thích. Bà ơi, thế chỗ rau này bà tính bao nhiêu con giá tiền ạ? Ừ, nhưng mà bà lấy 30.000. Vâng, 30.000 ạ. Ừ. Dạ vâng ạ. Của con bà cứ thế cho con xoay thôi. Cảm ơn bà nhé. Ừ. Con đội mũ vào nè. Về đây ạ. Đấy, con dao cho để đây. Em ơi, em bỏ. Ừ. Đây. Con đi đâu cái này không lấy đâu, tiền đâu. Không ra đâu con ơi. Không được. Thank you.
Rau này ăn rất là ngon nhỉ. Nhưng mà kiểu có trứng có riếc ấy thì mình ăn được. Quá nhỉ. Múi này, múi em nhỉ. Đây nhá. Có rau à? Vâng. Xong cũng nắng muộn rồi, xong vào nhà nghỉ thôi chị ạ. Vâng. Chú ạ. Nam đâu rồi? Anh Nam đi làm rồi chú ạ. Chú là ai ạ? Chú là bố của Nam. Dạ vâng. Chú đâu à? Nam đi làm chưa về à? Dạ anh chưa về. Dạ vâng, chú vào nhà uống nước. Vâng ạ.
Chừng đâu? Đâu nào? Chừng đâu? Chừng đâu? Nam đi làm chưa về à? Dạ, anh ấy chắc khoảng độ 5 giờ đi chú ạ. Chú bây giờ nói chuyện với cháu nhá. Dạ vâng ạ. Ra đây ở với cháu thì chú không nhất trí đâu. Dạ vâng. Cái này thì cháu thấy anh Nam ra đây nói cũng xin phép mà chú với cô nên là anh mới ra đây. Nên là cháu cũng không biết là anh ấy ra đây không được sự đồng ý của cô chú rồi. Thì ở trên kia mẹ nó cũng không nhất trí, đó là mấy hôm nay buồn bực. Vâng. Thì không không là là ra đây ở với các cháu thì cũng là, mẹ cũng là khóc cả ngày cả đêm thì buồn bực, bảo chú hôm nay về chú cháu. Vâng. Đi kia nhá, đi kia chơi bác tỉnh nhá. Đây này này. Đấy là con gái của cháu à? Dạ không ạ, đây là chị gái ạ. Dạ vâng. Nhờ cháu khuyên thằng Nam là về nhà với cô chú. Vâng. Bây giờ thì ở dưới kia thì mẹ nó cũng không chờ cháu về cũng thế là không được. Vâng. Gia đình với lại làng xóm họ nói lại, cô nói qua nói lại thì cũng không hay. Vâng ạ, tí nữa anh Nam về cháu sẽ khuyên anh Nam ạ. Cháu cũng mong cô chú thông cảm cho cháu ạ. Ủa, bố ra đây lâu chưa? Bố vừa ra một lúc. Con đi làm bây giờ? Vâng, con đi làm. Con vừa đi làm về. Về xong vào đây bố nói chuyện với con. Bố ở nhà ra hay là đi đâu ghé qua đấy? Bố ở nhà ra. Bố mấy hôm mấy ngày trước là bố bận, đến hôm nay là ghé ở đây xem các con là về sống ở đây. Xem các con là tính thế nào. Hôm trước con cũng hỏi mẹ rồi, xin mẹ là cho hai mẹ con em Thu lên ở một thời gian ở nhà mình, mẹ không ý thì con dọn quần áo con ra đây ở với em đấy. Thế thì không được đâu, bố không nhất trí. Con bảo ra đây hộ một hai ngày mấy ngày thôi thì con lại về, mà mẹ cứ khăng khăng không đồng ý nên con lấy quần áo ra đây hộ em ấy sửa sang nhà cửa. Tiện ra đây thì bố không nhất trí đâu. Bố mẹ thì tất cả cũng thấy già rồi mà các con tự tiện dọn ra đây thì tai tiếng tất cả là bố mẹ cũng ảnh hưởng trong gia đình của mình. Bố ạ, trước con cũng, mẹ ra đây thì con cũng nói với mẹ rồi mà không biết mẹ con nói lại cho bố không. Thì con xin bố ở lại đây vài ngày để hộ hai mẹ con em Thu sửa sang với sửa nhà lại cho nó chắc chắn. Không được đâu, con về ngày nào thì hay ngày đấy. Bây giờ là tai tiếng thì người ta đã là đồn ẩm lên rồi. Xem là về ngay trong ngày hôm nay thôi. Thu xếp trong ngày hôm nay là về. Con thu xếp đồ để với cùng bố về thôi trong ngày hôm nay. Con nói bố rồi, xin bố rồi là cho con ở lại một hai ngày nữa để con hộ nốt nó xong con nó về. Không được, bố không nhất trí đâu. Tôi con thu xếp đồ về luôn đi. Bố không nhất trí đâu là về trong ngày hôm nay thôi. Con không về bố ạ, thì con hộ hai mẹ con với cho xong mà con mới về. Không được, thế là không được. Bố không nhất trí, về luôn, thu xếp với bố về luôn. Ở trong kia thì mẹ mong con suốt ngày suốt đêm rồi. Con đi thế này thì không được. Nên về luôn đây. Thu xếp đồ là về luôn, không có là bố cũng không hài lòng đâu. Cho con ở lại một hai ngày nữa thôi. Không bố được. Hôm nay không được, thì không xong với bố đâu. Bố phải con ở một hai ngày nữa đó. Giáo dục con đến nơi đến chốn.
về theo bố về luôn. Không, bố là không cho các con ở đây đâu, sống ở đây. Thôi chú ạ, chú cứ bình tĩnh đi ạ. Để rồi tí nữa cháu có bảo anh Nam này thu xếp rồi về. Bình tĩnh cái gì? Bố không nhất trí là cho các con ở đây. Tai tiếng của bố là càng ngày càng xấu đi. Người ta đã nói là bố khó là tức lắm rồi. Về đi. Bố đi làm gì ạ? Là không về thì bố không xong với bố đâu. Thì con cũng lớn rồi thì để con xin ở 1-2 ngày nữa thì làm sửa xong nhà. Không được, không được. Bố đã nói rồi. Không được là không được. Đấy, mày bảo mày không nghe. Thầy cho chú ăn, ơi, chú ơi, từ ăn học thế này lớn thế này rồi mày bây giờ mày cứ về là ở đây không được đâu. Bố không nhất trí đâu. Bây giờ con cũng lớn rồi bố ạ. À. Con cái nói gì con tự quyết định hạnh phúc cái này. Bây giờ con tự sống ra sống riêng lập tự lập được rồi. Bố phải lo cho con đâu. Không được. Bố đã nói là không được là không được. Thôi chú ạ, chú cứ bình tĩnh đi ạ. Rồi chú cho anh Nam ở đây 1-2 hôm giúp mẹ con cháu xong rồi anh ấy về ạ. Bây giờ nói chung là cô chú ra đây thì cháu cũng nói sự thật là giữa hai chúng cháu cũng có tình cảm với nhau rồi. Cháu mong cô chú hiểu cho ạ. Hiểu rồi mà lại cô chú là không nhất trí đấy. Đã bảo về cho ăn học lớn này là về lại khắc tự là lập về đây ở thì chú không nhất trí. Không cần quần áo đi về luôn. Con không về được bố ạ. Đi ra về luôn. Không được. Không ở Azo thế này. Đi về luôn. Theo bố. Về luôn. Con không về được bố. Đi. Về luôn. Lấy xe không phải quần áo. Về luôn. Thôi chú ạ. Chú cứ bình tĩnh đi ạ. Bình tĩnh thế nào được. Bây giờ con lớn rồi. Bố cứ về chơi. Mai kia con về. Không được. Về ngay trong vòng ngày hôm nay. Bố đã là cất công về đi xem các con rồi. Đón con về rồi. Về luôn. Mẹ kia, nhà kia. Đó là muốn ốm với con rồi. Về. Bố về thì con không về không? Không, về. Bố cứ về đi ạ. Lấy xe về luôn, không ở lại đây bố, là gì? Con lớn rồi. Về luôn, lấy xe không cần quần áo gì cả. Về. Bố về đi. Không được. Con không về không? Không về không được, mà không xong với bố đâu. Không, để cả các con này không được. Hôm nay về với lấy xe về luôn. Bố cứ về đi, con không về được. Không được là không được. Bố đã nói là một câu thôi. Không được là không được. Đi về không? Không, bố hôm nay là không tha cho con đâu. Con không về được bố ạ. Bây giờ con lớn rồi. Con tự quyết định hạnh phúc của mình được rồi. Bố không phải ép buộc con theo ý định của bố mẹ được đâu. Bây giờ con lớn con tự chọn hạnh phúc rồi. Hạnh phúc cái gì? Cái là lớn là này đã một đời chồng rồi. Con hạnh phúc cái gì? Chồng hay không sao bố ạ. Bây giờ chả có gì đâu. Tình cảm là chính bố ạ. Tình cảm cái gì? Bố không nhất trí, mẹ không nhất trí, không hài lòng đâu. Bố cứ khăng khăng như thế thì con không về đâu. Bố cứ về đi. Không được. Về luôn ngày hôm nay. Con không về đâu, bố cứ về đi. Con về luôn theo xe. Về, con không phải sống với... để cho bố cáu lên. Bố cáu lên là không xong nhá con nhá. Con xin ở đây 12 ngày bố không đồng ý. Dạy con là lớn khôn rồi thì bây giờ con lại về sống đây ngày mai là... không hạnh phúc gì. Con này cũng đã là một đời chồng rồi, có một đứa con rồi, về mai lại sống lại con mày con tao cũng được. Bố cứ khăng khăng nói thế thì con không về đâu, với lại con sẽ ở đây luôn. Không được. Không được, mày nói thế là làm sao được, tao là cũng nghe được không. Bây giờ bố với mẹ sợ tai tiếng thì nuôi con ở lại đây luôn, con đỡ phải bố mẹ suy nghĩ đau đầu nhiều. Con ngồi xuống, con nói thế là không được. Ngồi xuống, mày phải con tao mày ngồi xuống. Mày ngồi nhún lên. Ngồi thế này được à? Đấy, mày cho là để là ngồi thế để là suy nghĩ xem. Để thấu đáo cái đầu óc của mày. Thôi chú ơi, anh ấy lớn rồi, chú đừng phạt anh như thế nữa. Chú cho anh đứng lên đi ạ. Không, có gì để cho nó là cho nó nghĩ xem cái đầu óc nó thấu đáo được không? Mày nghĩ xem có được không? Khi nào thằng mày nghĩ được thì tao mới cho mày là đứng cho mày về mày để mày nghĩ xem cái đó óc mày thông chưa? Bây giờ con lớn rồi bố ạ, con tự quyết định được hạnh phúc của mình nên là bố không làm thế nữa.
không được, đấy là phạt, lấy cho mày xem thế này. Làm như thế trước bạn gái con này còn ra thể thống như nữa bố. Cho mày ăn học, đã là khôn lớn rồi, mày phải không được, phải ngồi xuống. Cho ăn học thế này. Bố đừng làm thế, bây giờ con lớn rồi. Ôi chú ơi, chú cho anh ấy đứng lại đi ạ. À? Không được, cho nó sát phạt xem nó nghĩ thế nào được để thấu đáo, chú mới cho nó đứng, hôm nay là phạt nó thế. Bây giờ anh ấy lớn và chú với cô cũng phải hiểu cho anh ấy chứ. Hiểu thế nào được? Đã bảo rồi, tôi nói là một là một. Thà là tôi nói đi. Thà thế nào được? Thà làm sao thà cho nó được? Thôi chú ạ. À. Chú cho anh ấy đứng lại đi ạ. À. Chú làm anh như thế, anh ấy mỏi. Bây giờ cháu cũng lấy danh dự của cháu ra. Hứa với chú là cháu sẽ khuyên anh ấy đi về. Chú cứ về nhà trước đi ạ. Để phép chú cho anh ấy ở giúp cháu làm nốt cái nền này, xong rồi cháu có khuyên anh ấy về ạ. Dạ, bây giờ là liệu tôi có tin được cô không ạ? À, chú cứ tin về cháu đi ạ. Cháu hứa cháu sẽ làm ạ. Là chú đồng ý xem là lấy nam cũng dậy là đứng lên. Thôi bây giờ là ấy là tôi đồng ý cho thế là phải nhớ khuyên thằng nam là về nhá. Dạ vâng ạ. Thế về là về nhá, bố về nhá, về trước. Hãy hứa danh dự là về với bố nhá, còn không được thì mẹ ở nhà mong lắm đấy. Bố cứ về đi. Vâng, rồi mai con đi vâng, ngủ xong con về. Vâng, thế là đảm bảo nhá, cái cô phải đảm bảo nhá. Dạ vâng ạ. Cháu chào chú ạ. Vâng. Nhớ, để là khuyên Nam về luôn dạ, ngày mai. Vâng ạ. Cháu biết ạ. Ăn đi. Anh ở nhà bố mẹ anh mắng anh cũng phạt anh như thế ạ. Thì trước bé anh nghịch ấy nên là hai miệng phạt lớn lên bây giờ lâu lắm rồi không phạt rồi. Hôm nay lâu lắm ấy, hôm nay ông mới lại đứt phế đấy. Xong lớp hôm nay anh giúp em, ngày mai anh xem thu xếp về với ông bà đi. Thu xếp về với gia đình bố mẹ anh xem thế nào. Qua vài hôm thì ông bà đỡ lo em ạ. Vâng, thế anh cứ thu xếp về đi, không ông bà lo như thế em cảm thấy thương hại ông bà. Ôi lên xe nhé. Lúc anh bị phạt ấy, em vừa thương anh mà em cũng vừa buồn cười. Lâu lắm rồi hôm nay em mới nhìn thấy cái cảnh phạt kiểu ấy như kiểu con nít. Trước anh nghịch lắm, ông phạt liên tục luôn. Kiểu lớn bằng này rồi mà ông vẫn phạt kiểu ở đấy. Anh ngại xấu hổ lắm khi ông phạt đứng trước mặt em. Em vẫn thấy buồn cười nhưng mà cũng thích nha. Cho em đi đổ đi, đầy rồi đấy. Vâng. Mà em cứ cao nốt lên nhé, để anh chạy phi ra ngoài quán để lấy bạt về trần cái trong nhà ấy, không là anh cũng thấy bụi dạ, vâng. Nhiều phết. Vâng, anh cứ đi đi ạ, em làm cho. Vâng. Đây cào nốt nhé. Vâng. Bài chít nha.
lên 6 mét. Cảm ơn luôn nha. Uống được vậy? Dạ vâng, cháu bắt đầu uống. Đi thế. Đến đến đi. Thế này lên sao đủ. Dễ nhất là lâu kia thì mình cốt vào đỉnh đóng vào đi. Cốt vào đóng vào kia bằng bằng. Sao đủ 2 mét chưa lên mà. Which one I know?